con xác nhận đây có phải là Phú Lê ở trong kia hay là như nào, con nói bác nghe em nào. Phú Lê trong kia, Phú Lê quay phim trên mạng ấy. Ừ. Là như nào? Là cầm súng giả thôi. Ừ. Đây với Phú Lê này, với Phú Lê trên mạng có phải là một không? Là một, là hai. Là, ý là đây với kia là một người đúng không? Phú Lê đây một người đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn. Con xác chuẩn luôn chưa? Đứng gần xem phải đâu, sờ xem phải là chuẩn chưa? Chuẩn. Sờ có phải người thật không? Thật. Người thật không? Thế trong kia như nào? Cũng phải người thật không? Thật. Đây quay đây bác xe nào, làm một kiểu ảnh nhá. Nào con đứng gần cười tươi bác xe nào. Dí ở đây bác cười. Đây phải đại bàng này không? Đúng không? Con chuẩn chưa? Con xem chuẩn TV ngoài con chuẩn chính xác chưa? Chính xác 100% chưa? Dựa ở đâu mà lại bảo là chính xác? 100% cơ quan đấy. Dựa ở đâu mà lại bảo chính xác? Con khẳng định thế nào mà con bảo chính xác? Chính xác trong phim đại bàng của Phú Lê. À, tức là nhìn thấy con đại bàng này trong phim. Ừ, chạm mặt ra hồ phải không? Ờ, chạm mặt ra hồ. Đúng rồi, chuẩn là ngay. Bắt tay con gái nào, con rất tỉnh và trái và đẹp trai, phải không? Mời vào ăn đi. Tức là con nhìn thấy trên TV về đây giống nhau gì? Đúng rồi, đúng. Tức là vào xem TV là xác nhận là thì chú Phú Lê là đúng là ngoài đời với trong phim là đúng là một. Giống nhau. À, nó bảo giống nhau, trong đấy rất giống nhau và xác nhận là một. Rồi, bây giờ cho con ăn đi. Bây giờ đi ăn nhá con nhá. Ok chưa? Ok, chuẩn rồi gì? Ok, mời con ra và bị tiệc bạc tì. Phan hộ anh em ạ. Chú Phú này xác nhận đây trong kia, mấy đây là một luôn nha. Xác nhận luôn và mày nói chuẩn, phải chỉnh luôn. Nói thế là mày phải, sau mày phải đi với cả bác Thành nhá. À, mày cuộc đời tao không có mày đi là không được đâu, mày phải là con bác phải chuẩn chưa? Ok chưa? Okay. Lần sau không đi với cả chị Nhung với cả là chiều ra biển đâu hả? Nhớ chưa? Ok chưa? Okay. Đi làm với bác với cả Sơ Thị Kiều Phú Lê không? Có. Làm cộng tóc kia đâu? Có. Chuẩn luôn, bắt tay hợp tác. Là bác Phú bắt tay hợp tác kia lên, nhận hai đồng đội lại đệ tử cứng. Ok con, nhá. Ok. Mời vào bàn tiệc. Ok duyệt rồi đây anh em ạ, Phan Nam Bộ đấy. Và là vào trong kia là nghe ca nhạc là xem là đúng Phú Lê rồi. Đúng Phú Lê rồi, không sai rồi.